Rồi tới chưa? Chị lấy nha. Tối nay lại có clip triệu view nữa rồi. Cảm ơn em. Nó hay chưa? Nó khanh me, nó văng mặt mình hoài à. Dắt cái xe mà hổ hổ hển vậy tên dắt. Chị có làm cho nam không chị? Có, chị làm nam nữ già trẻ lớn bé 3D 4B chị làm hết em. Không ngựa. Ai chị cũng làm hết. Cứ có mụn là cái tới đây thôi. Kiểu thắng quá. Hai clip nãy không đạt, clip này mới đạt nè, tại vì nó có logo. Hai clip kia mới có. Chắc ngày thường em ít nói lắm hả Giác hả? Dạ, tùy vô hoàn cảnh thời điểm. Nếu mà đi tư vấn sale thì nói nhiều ha. Em quản lý nữa đi. Vậy hả? Vậy là em nhầm giống chị Ngọc á hả? Dạ không phải. Em không biết là Ngọc nào. Vậy hả? Tôi công ty em rất là nhiều. Hình như công ty hơn ngành nhân viên mà phải không? Dạ đúng rồi. Em bữa nghe chị Ngọc đã gần 700 người. Em bị con bữa có nghe chị Ngọc nói. Vậy là bạn này chung tổ với em hả? Dạ không khác. Có thể sĩ mới sợ mấy con viêm mấy anh thấy lúc mà chữa vậy lúc uống thuốc đó chị có cần phải kiêng nhiều không ta? Bé này kiêng ăn nhiều á nha. Bây giờ bác sĩ có gặn kiêng ăn không vậy? Có, em có không cho vài thứ như là hải sản rồi thịt gà đồ đó. Gà, bò, hải sản, rau muống. Có, hiện tại em đang có không cho ăn đó. Phải kiêng ăn á, da bé này là phải kiêng ăn đó.
trời, kiêng ăn tới khi hết mụn luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Nếu bị sẹo gì thì có, nếu mình sau này mình có lanh kim hay làm gì cho nó đỡ luôn. Nó chỉ đỡ thôi em, chứ nó hết là nó không hết nha. Đỡ thôi, nó chỉ giảm được mấy chục phần trăm vậy thôi, chứ chỉ là em nhìn xa thì em không thấy sẹo, nhưng mà em nhìn gần là em soi thấy sẽ thấy sẹo. Em thấy mấy cái spa nó này nó kỳ chịu đụng dữ. Nói thì nói vậy thôi chứ làm không có hết đâu. Mấy cái lời quảng cáo em khỏi tin đi. Tự nhiên em cơ thì cũng đang làm quảng cáo nên em hiểu. Đó, làm quảng cáo này khỏi tin đi. Nó thật sự là không có hết đâu. Trên đời này là cái thứ mà không đáng tin nhất là quảng cáo. Cái mụn đó là em không dám đụng vô, để thấy máu có ở trong thâm. Thâm thì em lấy ra nó mới hết thâm á. Em lấy xịt nhật ai đó chưa. Em phải lấy xịt thân xăm thâm chân mụn rồi thâm rồi này kia nó mới hết được. Tính ra là em chỉ nặn những cái mụn nào mụn đồ đen mà nó rồi nó khô trên trán là cái thôi. Còn ở trong này em không dám đụng vô. Em sợ nhiễm trùng đúng không? Cái này phải khéo tay lắm. Mà đụng vô là chị nhảy lên đánh đây này, đâu biết làm gì nữa đâu. Rồi đứng ra nói xấu nè. Trời ơi. Tại sao con trai nó không giữ nhiều, nó không giữ nhiều nó không bị, con gái giữ nhiều càng giữ càng bị ra. Tại bôi bắt to tét nhiều quá đó em. Như chị nè, đâu có xài mỹ phẩm đâu. Chị không xài mỹ phẩm thì đẹp, nhưng mà chị xài mỹ phẩm mà chị bị mụn à. Tại bôi nhiều quá, tét nhiều quá. Với lại phụ nữ thì còn bị nội tiết tố ở trong nữa. Nữ mà vô như thời kỳ mang thai hay là cái gì đó là nó xì mụn ghê đó. Mà bị mụn thì nó đỡ hơn là bị nám, tại vì mụn nó còn trị hết được, còn nám thì không bao giờ trị hết được. Nám nó y như sẹo rổ đã bị rồi là nó chỉ giảm thôi, chứ nó hết là nó không hết. Bên em có làm cho bên mảng spa không? Có gì? Ủa gì? Chị là chị của chị Hiền vậy đó, không làm chị hả? Chị Hiền là ta? Ngọc. Chị Ngọc vậy đó, không làm chị hả? Không, tại chị tự làm. Chị tự làm được luôn hả? Ừ, chị tự làm. Trời, chị tự làm mà trang fanpage của chị mà một tuần rồi thôi là đã 258.000 lượt tiếp cận rồi đó. Không chạy quảng cáo ngày nào. Không chạy quảng cáo dù chỉ một ngày. Giờ Google chị vẫn đứng trong top 3 mà. Google Maps. Em không quan tâm với Google Maps. Với tụi em làm web, tụi em làm trang web thì tụi em chỉ đang quan tâm trang web thôi. Còn Google Maps thì nó chỉ dựa đánh giá thì nó dễ. Ừ, đúng rồi. Chị làm trong Google Maps thì làm trong top 3 đó. Chỉ sau cái thằng Hasaki với thằng gì đó. Gà. Đúng rồi, gà với Hasaki. Mà gà với Hasaki nó chạy quảng cáo là nó nằm top 1, top 2. Gà thì nó quá mạnh rồi. Gà chạy quảng cáo nằm trong top 1, top 2. Còn chị thì không có chạy quảng cáo. Nói chung là chị chưa chạy quảng cáo 1.000 nào. Có chạy 94.000. 94.000 đồng bạc. Đúng đi. Làm bên này nghiêng một xíu. Nên lấy ở đâu quên này. Đây.
bụng nó viêm hết trơn là xuyên rồi. Chán xuyên quá. Đó. Ôi trời ơi. Mấy bữa nay là nó do nó đang tới ngày nên là em tưởng là nó phát nó có. Tới má ơi, đau má ơi vậy thôi. Rồi tắt đi thiết, làm nhức khác đi thiết. Em ơi ghế ngồi đi, còn không nhắc cái ghế qua đây ngồi chứ đứng chi thấp thỏm thỏm mỏi giò lên xin giác.